kính chào các bác. Ở video clip này lại một bộ cấu hình nhỏ nhưng mà nó có võ thật sự các bác ạ. Thì trong thời gian gần đây rất nhiều bác yêu cầu em ghép những bộ cấu hình nhỏ và nó có cái nội công thâm hậu. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó phải có chất âm nó hay, và tuy nhỏ rẻ tiền thôi nhưng mà tiếng nó phải hay đó. Thì trong cái thú chơi hàng bãi các bác ạ, thì nó bất kỳ cái nhu cầu gì cũng có thể đáp ứng được. Quan trọng là chúng ta có thời gian để chúng ta nhặt thiết bị hay không. Ví dụ như ở video clip này, một trong những bộ đôi của Pioneer giá rất là mềm. Đôi loa này thì em sẽ để các bác giá chỉ có 2.800.000 đồng thôi. Các bác nhấn mạnh các bác là một đôi loa Pioneer 3 đường tiếng bass 20, giá chỉ 2.800.000 thôi. Em sẽ thanh lý hết những cái đôi loa nhỏ trong nhà em. Đôi loa cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Bình thường nó là 3.2 triệu. Đó, X700V, dòng này thì tiếng chép rất là ngọt luôn. Và lại hay hơn nữa là một chiếc âm ly có đuôi đôi, đuôi mắc đôi ấy, những dòng Pioneer mắc đôi. Nó cho cái giải chép và giải bass rất là ngọt. Phải nói cái khác là cái âm sắc của nó rất ngọt và nó lịnh tai, nó bén tiếng. Thì khi mà ghép với một những đôi loa nhỏ 3 đường tiếng như vậy thì rõ ràng nó sẽ cho chất âm rất là bén luôn. Và bác nào thích nghe lung linh lịnh tai, nhà trữ tình tí tách từ mở to đến mở nhỏ các bác nhá. Bé như vậy thôi, em chỉ mở bé như vậy thôi, nhưng mà cái trường âm của nó vẫn bao phủ trọn vẹn, không một nhạc cụ nào nó bị tối hay là nó bị thiếu sót trong cái dải âm cả. Mặc dù mở rất bé các bác nhá. Đó các bác, nghe rất là dí rách kiểu này thì các bác ngồi uống chè mà để ngay cạnh cái bàn tivi các bác. Có những nhà, có những bác có nhà kẻ truyền ấy, có những cái tivi trắng đen ấy để làm trang trí các bác. Những cái tivi nhà ngày xưa ấy, em biết là có rất nhiều bác chơi đồ cổ mà để một bộ cổ nhỏ nhỏ như vậy để chỗ góc mà mở nhỏ nhẹ tí tách, hay là trong phòng ngủ các bác nghe rất là thích luôn, hoặc là ở chỗ phòng làm việc các bác. Và bộ này thì các bác có thể chơi đa thể loại nhạc, nhạc sống chơi ngon, nhạc trữ tình chơi ngon, tiếng bass tiếng tép rất ngon luôn. Đôi loa này chỉ có 2.800.000, âm ly này giá là 2.600.000 đồng. Như vậy là cả bộ này mới có là ngoài ngoài 5 triệu một chút, 5 triệu rưỡi các bác, chỉ là 5 triệu rưỡi thôi các bác. Âm ly là 2.600.000, đôi loa là 2.800.000 các bác. Thì cả bộ này mới chỉ là 5 triệu rưỡi chưa đến 6 triệu, nghe rất ngọt các bác nhé. Bây giờ em sẽ mở một bài khác các bác nghe thử. Bộ này thì nghe đa thể loại rất hay các bác ạ. Tiếng tép nghe rất hay các bác. Đôi loa giá chỉ có 2.800.000 thôi, một đôi loa Pioneer Bass 20, có lỗ thông nguyên phía trước các bác ạ. Dòng loa này là một dòng loa nhìn rất là dị các bác nhá, cái căng của nó rất dị luôn. Đó các bác. Và 3 đường tiếng, sử dụng chung giấy chép giấy, tiếng cực kỳ ngọt luôn. Và chiếc âm ly giá 2.600.000, chiếc 6.625 mã, một trong những con âm ly mắc đôi giá cỏ của Pioneer. Dòng âm ly này bé, size của nó chỉ size 40 thôi, nhưng mà nó vụt được rất nhiều loa các bác nhá, có thể mua về đánh mà loa bốt. Nghe cũng rất là hay các bác ạ, những dòng loa bốt nhỏ các bác, hoặc những dòng loa toàn giải, dòng loa của dàn Nhật Bản các bác, hay một số dòng loa bass 25 của Pioneer hay là của Onkyo, những dòng loa Nhật chơi rất ngon luôn. Con 6.625 mã này nó là dòng mắc đôi nên cái âm sắc nó rất là bén luôn các bác ạ. Và cả bộ này nó chỉ có 5.500.000 thôi, các bác có nhu cầu lấy một bộ ngon bổ rẻ. Phải nhấn mạnh là cái cả bộ này cũng chỉ chưa bằng một chiếc âm ly. Đó các bác, chiếc âm ly bình thường các bác chơi giá trên 5 triệu rồi. Thì bộ này là một bộ ngon bổ rẻ, nhỏ nhắn, xinh xắn các bác. Tiếng rất hay các bác ạ, 5.500.000. Âm ly giá 2.600.000 các bác nhá. Và đôi loa giá là 2.800.000. Rồi xin kính chào các bác. Chiều nay mình đâu thấy cô đơn, vắng kia.
trên một thùng 6,3 ohm. Đôi loa có 9, có công suất là 90W trên một thùng các bác nhé. 6,3 ohm, dòng loa nhỏ. Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh mỗi khi chiều dần xuống.